Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Tiền ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Tiền có về một số cây mai tàn ha. Đó, đấy đều nè, tàn tròn, hoành to, giá thì mềm. Đó, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. Rồi, chào chị. Rồi, chào anh Tâm, hãy chào cả nhà luôn nha cả nhà. Nay shop em còn vào khoảng 30 mấy cây nữa ha cả nhà. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Số điện thoại Zalo của em là 0819555569 nha cả nhà, cũng là số Zalo bên shop luôn ha. Hình thức bên em cũng là bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn ha. Rồi cả nhà mình vào xem được mã nào ủng hộ dùm cho em nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn ha. Rồi em tiến hành vào cái mã tiếp của clip trước ha, mã số 50 nha cả nhà. 50. Mình dễ phân biệt ha. Chiều cao cây đầy 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Hoành thân là 21 ha. Rồi. Đó. Tàn tròn luôn nha cả nhà. 21 hoành. Rồi mã số 50 em Zalo cả nhà mình 750. Rồi, 750. 750 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. 50. Rồi, em xuống cây luôn. Dạ. 51. Rồi, 51. Chiều cao cái này cũng 1,5 m luôn nha cả nhà. Tán ngang 1,1 m. Hoành thân 21 ha. Rồi mã số 51 em Zalo cả nhà mình 600. Rồi 600. 600 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Có đế đẹp luôn nha cả nhà. Đế tràn đều luôn ha. 600 mã số 51 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Dạ. Và xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà ơi. Có đế hết ha. Tàn tròn luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi, em lên mã số 52. 52. Chiều cao này lấy 1,6 m nha cả nhà. Tán ngang 1,2 m. Hoành thân 24 có hơn ha. Đó. Chi tàn là cũng đều luôn ha. Rồi mã số 52 em Zalo cả nhà mình 700 luôn. Rồi, có 700 ha. 700 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn nha cả nhà. Dạ. Rồi cả nhà vào xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. 700k mà có ngay một cây mai về mình chơi luôn nha cả nhà. Một thân một cốt thẳng băng luôn ha. Đó. Cây này vườn này 6 năm tuổi nha cả nhà. Cái da nó xanh mà rong riêu luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên tiếp cây mai mã số 53 này cả nhà. Hoành khá to nữa vậy. Tàn tròn luôn. Hoành to trái nhỏ luôn ha. Giờ xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em ha. Cái hoành này là 25 hoành nha cả nhà. Nó xét xíu này xíu, 25 hoành nha cả nhà. Đó, bỏ tàn rất là tròn đều luôn ha. Cây này chiều cao khoảng 1,6 m, tán ngang 1,5 m nha cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 900k thôi cả nhà. 900. Có 900 nha. Dạ. Một cây màu đây rất là to luôn ha. Hoành to giá nhỏ luôn, bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Shop em ở chợ Gạo Tiền Giang nha cả nhà. Cả nhà mình cần số lượng thì cứ liên hệ với shop em có giá sỉ cho mình luôn ha. Sỉ lẻ bên em đều cung cấp cho mình hết ha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Lên cây mai mã số 54. Một cây mini nè cả nhà. Năm mươi bốn ha. Chiều cao cây này lấy 1,3 m nha cả nhà. Tán ngang. Tán ngang cây này 1,1 m. Hoành thân 20 ha. Hai mươi hoành ha. Mini mà cũng đế luôn nha cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 350 thôi cả nhà. 350 thôi. Đó, 350k luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. 54 nha cả nhà. Vào xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. 54. Đó, nhỏ nhỏ mà ta có đế hết nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. À, lên một cây mai mã số 55 nè. Cây rất đẹp nè cả nhà. Cây cốt lực to lắm ha. Đế đẹp luôn. 55. Rồi chiều cao cây này lấy 1,6 m nha cả nhà. Tán ngang cây này 1,35 m ha. Yeah. Cây nhú mầm búng rất là mạnh luôn rồi nè cả nhà ơi. Đế đẹp luôn. Hoành thân 24 nha. Đế đẹp. Đó, đế đẹp mà đế lực luôn nè cả nhà, mình coi gọng đế nè cả nhà. Rất là to luôn ha. À. Đế rất là to luôn. Rồi mã số 55 Zalo cả nhà mình 1 triệu thôi cả nhà. Rồi, 1 triệu. Cây nhú mầm rất là khỏe mạnh rồi, về khỏi sợ vấn đề gì hết ha. Tay cành ấy rất là lực đẹp luôn nha cả nhà.
có 1 triệu cả nhà ơi, mình tận hưởng được một cây mai đẹp luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Ủa, cây này nãy lên rồi mà. Cây đế rất là đẹp luôn nha. Mình không, cây này mình không dễ tàn thì về xã xuống coi chơi giùm em ha. Đó, cây rất là đẹp nè, đế, bộ đế khỏi chơi luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà mình tham khảo bộ đế trước ha. Đế đều 24 giờ luôn. Đó, đấy, bầu rất là to nha cả nhà. Chiều cao cái này lấy 1m8 ha. Hoành thân 25 luôn cả nhà ơi. À, bên đây nó thiếu chi nè. Về cả nhà mình kéo sữa là chơi giùm em ha. Hoành to giá nhỏ luôn, 1 triệu luôn cả nhà ơi. Cây đế rất là đẹp luôn ha. Rồi, 5-6 1 triệu ha. Đó, 1 triệu luôn, bao sóng bao xít toàn quốc cho mình luôn. Đó, cây rất là đẹp nha cả nhà. Đế ăn tiền luôn cả nhà. Về mình nuôi thêm ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 57 nha cả nhà. Rồi 57. Mưa quá, mưa chút xíu mà. Ước thật. 57. Hoành to giá nhỏ luôn nè cả nhà. Chiều cao cây này lấy 1m4 nha cả nhà. Tán ngang 1m1 luôn nha. Hoành. Cái hoành tới 23, 24 là nghe qua cả nhà. 24 hoành ha. Có 600k luôn. Rồi, 600. Thưa cạnh ha, về mình kéo sữa là mình chơi giùm em nha. 600 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Và xem được ủng hộ giùm cho shop nha cả nhà ơi. Mai giảo hạt Thủ Đức ha. Mặt hoa của nó từ 5 tới 12 cánh luôn. Ở nhà cần số lượng thì cứ liên hệ với shop em luôn. Đây này, lô này nó 6 năm tuổi rồi, mình về mình trồng yên tâm ha. Nhú mầm hết rồi cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi mã số 58 nha. À, 58. Tán rộng ha. Cây to luôn, 58. Chiều cao cây này 1m8 ha. Cây này tán ngang 1m5 luôn cả nhà. Hoành thân 25. Rồi. Đó, đế lực ha. Cây này về còn mấy cây này về còn trần đồ ra được ha cả nhà. Còn còn dẻo ha. Rồi mã số 58 vô luôn cả nhà mình, 1 triệu luôn cả nhà ơi. Rồi, 1 triệu. Hoành to giá nhỏ em thanh lý xả cho hết luôn cả nhà, về lô mới luôn nha cả nhà ơi. Giờ xem được mã nào ủng hộ dùm cho shop em ha. Nó tay cành đều cũng rất là đều nha cả nhà. Hoành to giá nhỏ luôn. 1 triệu bao sóng bao ship toàn quốc. Chín. Rồi, 59. Chiều cao cây này lấy 1m35 nha cả nhà, tán ngang 1m. Hoành 22 ha. Rồi. Rồi 500k luôn cả nhà. Rồi, ơi. 500. 500 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, này nó đang có hai lớp đế ha. Nơm trên nửa bàn dưới luôn nha cả nhà. 500k bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, đế ha. Rồi em xuống cây. 60 nè cả nhà. Rồi 60. 60 luôn ha. 60. Chiều cao cái này lấy 1m3 ha, tán ngang 1m1 nha cả nhà. Hoành thân 20 luôn. À. Rồi 400k luôn cả nhà ơi. Rồi 400. 400 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem được ủng hộ được má nào ủng hộ giùm cho shop em ha. Đó, hoành to giá nhỏ không nha cả nhà. 19 20 hoành 4500 600 trở lại nha cả nhà. Đó, 400k luôn. Rồi em xuống cây. Sáu mươi mốt luôn. Chiều cao cây này lấy 1m35, tán ngang 1m1 nha cả nhà. Dạ. Cây này cũ nở luôn nè. Hoành thân 22 ha. Rồi. Cái cũ 28 nha cả nhà. Đó, cái cũ nè cả nhà. Đó. Về mình làm bonsai cũng đẹp ha. Rồi mã số 61 em zalo cả nhà mình 600 ha cả nhà. Rồi, 600 thôi. 600 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây rất là đẹp nha cả nhà. Đó, có cũ rồi đẹp ha. Rồi em xuống cây. Rồi, xuống cây. À, mấy cái bộ tàn này về mình còn trần đồ ra rất là rộng ha. Chiều cao 2m nha cả nhà, tán ngang 1m5 nha. Về trần đồ ra nha cả nhà ơi. Hoành thân 25 luôn ha. 25 có hơn cũ rất là to nè.
À, cái củ to luôn ha, củ nở bự tổ luôn nè cả nhà. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 900 luôn cả nhà ơi. Rồi, 900. 62 ha. 62 ha. 62 900 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. 62. Củ nở luôn ha, củ rất là to luôn nè, 25 26 hoành nha cả nhà, có một có 900k cả nhà ơi. Còn ít em xả cho hết luôn ha, hoành to giá nhỏ luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Ưng ý được mã nào cứ alo trực tiếp số điện thoại có trên tiêu đề luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây. Rồi em lên mã 63 luôn. Rồi 63. Hoành to không à cả nhà ơi. 63 ha. Chiều cao lấy 1,5 m, tán ngang 1,3 m nha cả nhà. Hoành thân 25 luôn nè. Rồi. À, về chằng bên đây ha, tặng tặng đây ra cả nhà. Rồi 900 luôn cả nhà ơi. Rồi 900. Chiều cao 1,5 m, tán ngang hơn 1,3 m luôn ha. 900 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Về chồng trực lên hết cả nhà, cái mình chằng bên đây ra ha là nó đều tàn lại nha cả nhà. Nó muốn có hiện tượng chảy xù nè. Đó, bể mấy cái nách thế này nè ha. À, đó, nó đang chảy xuống nè cả nhà. À, mấy cái này về mình nuôi thêm ha, tương lai hết cả nhà. Nè. Nó bể xuống tới đây nè. Đây mấy cái nách hết nè cả nhà. Rồi có 900 rồi cả nhà ơi. 900. 25 hoành 900k luôn cả nhà ơi. Bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Hoành to củ nở luôn nè cả nhà. Rồi qua xuống. Củ quá từ to luôn nè. 64. Cái này lấy 1,5 m luôn ha. Tán ngang 1,3 m. 25 hoành, củ quá trời to nè cả nhà. Cái củ tới 37 luôn nè. Rồi, đây đây. À, cái củ nè. Củ là hai tay ôm hết nha cả nhà. Quả đế cũng rất là đẹp luôn ha. Đế đều luôn á cả nhà. Về cái này mình không tàn thì mình vua cắt xuống bonsai đi cả nhà, nuôi bộ đế với củ ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 900 thôi cả nhà. Rồi, 900. Quá trời cây to luôn nha cả nhà. 25 hoành, cái củ 37 luôn ha. Đó, đế đẹp luôn. Đế đều luôn á cả nhà. 900 bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Mã số 65 nè cả nhà. Rồi 65. Tán rộng luôn, một tàn cây tròn. Tán rất là rộng ha. Tàn tròn luôn, 65 nha cả nhà. 65. Chiều cao cây này lấy 1,5 m ha, tán ngang hơn 1,5 m luôn nha cả nhà. Quả tán rất là rộng luôn ha. Đây, để em đo cái hoành. 27 hoành luôn ha. Rồi. Nó củ rất là to nè. 27 hoành nè cả nhà. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 1,5 triệu ha. Nó nè, bộ tàn nè cả nhà. Rộng luôn ha. Hơn 1,5 m đó cả nhà. Tàn còn do luôn. Tàn tròn luôn ha. 27 hoành nha cả nhà. Rồi 1,5 triệu bao sống bao ship cho mình luôn. Và xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi em xuống cây. 66. Chiều cao lấy 1,6 m, tán ngang 1,3 m. Hoành thân 22 cả nhà. Rồi, để đây quý vị. Để ha. Đây này nó muốn cái da nó gì không có bị gì hết nha cả nhà, muốn mất trúc ha. Trúc mất tre ha, không bị gì hết, xanh tươi bằng bình thường ha. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 600 thôi cả nhà. Rồi, 600. 600k, bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, 22 hoành nha cả nhà. Rồi, em xuống cây. Rồi, xuống cây. 617. Chiều cao 1,5 m ha. Tán ngang 1,3 m nha cả nhà, hoành to nè, đế đẹp. Hoành 25. Đó, bộ đế rất là đẹp ha. Đó, đế đều luôn nha cả nhà. Rồi mã này giao luôn cả nhà mình 800 thôi cả nhà. Rồi, 800 thôi. 800k bao sống bao ship cho mình luôn rồi. Đấy, cái nách này nó cũng bể xù luôn nè cả nhà. Đó, nè quay ra đây. Đó. Đang muốn bể xù hết ha. Nè. Ngang giữa này hết cái này nè. 800 bao sống bao ship luôn cả nhà ơi. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop em ha cả nhà. Cây bộ đế rất đẹp luôn. Rồi, ăn xuống cây.
Cái đít nó cao quá. Rồi, tràn thông ha. 6-18. Chiều cao lấy 1m6 ha. Tán ngang cái này 1m35. Hoành thân 25 luôn nha cả nhà. Đó, cái củ nè cả nhà. Củ nở. Củ nở luôn nha. Để vàng luôn. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 900 thôi cả nhà. Rồi 900. 900k bao sống bao ship cho mình luôn. Cây to luôn ha, 25 hoành đế vàng luôn nha cả nhà, đế vàng đẹp luôn ha. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop em cả nhà ơi. Ưng ý được mã nào mình cứ gọi trực tiếp dùm em số điện thoại có trên tiêu đề luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi mã số 69 ha. Sáu mươi chín luôn. Chiều cao lấy 1m6 nha cả nhà. Tán ngang 1m3 có hơn luôn ha. Hoành thân 24 nè. Rồi. Đấy lực luôn nha cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 900 luôn. Rồi 900. Chi tàn đi luôn nha cả nhà. Có 900 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop em ha. 24-25 hoành 900 mà cả nhà ơi. Bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Mã số 70. Rồi 70. Chiều cao 1m5 nè. Tán ngang 1m3. Hoành thân 25 ha. Đó, bộ đế vàng rất đẹp nè cả nhà. Đế ha. Mấy cây này có đế sẵn rồi mình về mình nuôi thêm ha. Thả thêm vài năm nữa cả nhà. Dạ. Rồi mã này Zalo của nhà mình 900 luôn. Rồi 900. 900 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mã số mấy vậy? 70 nha cả nhà. 70 900. 70. Rồi em xuống cây. Bảy mươi mốt ha. Rồi 71. Chiều cao 1m3. Tán ngang cây này 80. Hoành đo chặng này ha. 23 hoành ha. Rồi. 500 luôn cả nhà. Rồi 500. 500 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó. Rồi em xuống cây. Rồi mã số 72. Chiều cao cây này lấy 1m3 nha cả nhà. Tán ngang cây này 80. Hoành thân 19 nè, 400 luôn cả nhà. Cây giống mầm khẻ luôn ha. Đó, cây đang bốn lá luôn nè cả nhà. Đang tụt hết rồi ha. 400 bao sống bao ship cho mình luôn. 72 nha cả nhà. Mini mà đế cũng đều luôn ha. Rồi em xuống cây. 73 nè cả nhà. Chiều cao lấy 1m6 ha. Tán ngang 1m4. Hoành thân 23 ha. 900 luôn cả nhà. 900. Ơi 900 luôn cả nhà. Bao sống bao ship cho mình luôn. Tàn tròn đều luôn ha cả nhà. Bảy mươi ba. Rồi rồi em xuống cây. Lên tiếp anh. Rồi cành nó to ha. Thấy cây này nó to. Đây cành đều luôn. 74 luôn nè cả nhà. Cái bầu chắc 50kg. Chiều cao cây này lấy 1m6 nha cả nhà. Tán ngang 1m4. Hoành thân 28 nha. Rồi 1,2 triệu luôn. Rồi 1,2 triệu. 1,2 triệu luôn cả nhà ơi. Cây này hoành to luôn ha. Mấy cái nách rồi nó muốn bể xù hết rồi cả nhà. Mấy cái nách rồi nó hiện tượng bể xù hết ha. Muốn mắc trúc đó cả nhà. Rồi 74 nha. Đây nè mấy cái nách nè cả nhà. Nu hết nè. Này nu hết nè cả nhà. Đó 74. 1,2 triệu bao sống bao ship cho mình luôn. Rồi xuống cây nha. Rồi 8 cây nữa ha. Phôi ha. 8 cây nữa bán thanh lý cho cả nhà mình hết rồi luôn. 75 nè cả nhà. 75 ha. Mấy cây này to về mình ghép ha.
chứ giờ già cây mình khỏi sợ gì hết. Chiều cao 60 nè, hoành thân 23 nha cả nhà. Rồi xác này chút nè, 22 hoành ha, xác này chút 22, củ to nè. Rồi mã này 300 thôi cả nhà. Rồi chỉ có 300 thôi, 300 bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Bảy mươi sáu đế đẹp ha. Chiều cao cây này 50, hoành thân 21, đế đẹp nè, đế đều luôn ha cả nhà, nào cũng có đế ha. Rồi 350 cả nhà. Rồi 350 thôi, bao sống bao ship cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Bảy mươi bảy luôn ha. Chiều cao 55, hoành thân 20. Rồi 300 luôn nè cả nhà. Rồi chỉ có 300 thôi, 300 mà cả nhà, bao sống bao ship cho mình luôn. Rồi xuống cây luôn cả nhà. 78, chiều cao 53, hoành chỗ này ha, 25 ha cả nhà, 25 hoành sát đây ha, đế đàn đẹp luôn nè, đều luôn ha, 350 luôn. Rồi 350. Rồi xuống cây luôn. 79, chiều cao 50, hoành thân 20 có hơn. Rồi 300 luôn cả nhà. Rồi 300. 79 ha. Nước không ra. 79, 300 đó, đế cũng đều luôn nè cả nhà, củ nở này ha. Dạ, khá to ha. Củ to này ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Xuống cây này. 80, chiều cao 55, hoành ở đây là 24 ha. 22 này là mẫu tử ha, 24 tổng hoành ha. Em đo ở trên đây. Rồi trên này là ra cũng 23 nha cả nhà. Rồi. Rồi 300k luôn cả nhà. 300. Rồi em xuống cây. Tử. Xuống cây luôn. 81. Chiều cao 55. Hoành thân 20. Rồi 200k luôn cả nhà. 200. 200 bao sống bao ship cho mình luôn. Rồi em xuống cây. Rồi mã 82 cũng là mã cuối clip nha cả nhà. Dạ, cuối clip ha. 82. Cây mắt trúc ha. Chiều cao 60. Hoành thân 22 ha. À, đây đây. Mắt trúc nè nghe cả nhà. Dạ. Đó, đó, mắt trúc ha. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 300. Rồi mã số 82 cũng là mã cuối clip luôn cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ dùm cho shop em những clip vừa qua ha. Mong cả nhà mình vào xem hết clip này ủng hộ cho em ha. Rồi em xin kính chào cả nhà. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền. Rồi giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.